Các bạn, đây là hôm lươn 60 mình đang xử lý bằng nước cho nó đẹp này các bạn. Khi các bạn mua về mà các bạn mà muốn cho nó dẻo thì các bạn ngâm qua nước tí nha. Còn bình thường mà không ngâm thì cũng được. Ngâm cho nó dẻo, cho nó tươi. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, nếu các bạn về mà thả liền á là các bạn ngâm lên một tí cho nó đẹp. Đây là hôm 60 các bạn nha. Đàn rất là công phu các bạn nhé, rất là đẹp ở bên trong các bạn này. Cái hôm lươn này thì lươn được khoảng 1 cân đến 1 cân 2 các bạn nhé, rất là đẹp các bạn nhé. Tre là bị tre già các bạn nhé, tre non là không được nhé. Tre non nó hay găm, tre già. Các bạn bôi mùi, các bạn bôi ở đây, bôi cái đuôi này, đuôi hòm. Có nhiều số thì bôi ở phía này, nhưng mà mình bôi phía trong này để con lươn nó bắt mùi, nó phải bắt buộc nó phải chui vào bên trong. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha, để đặt hàng trước nha các bạn.